Giữa tranh cãi, ông Park Hang-seo lên tiếng bênh vực và bảo vệ huấn luyện viên Chu Xi. Sau cú bắt tay chớp nhoáng trước trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội chủ nhà Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ lên tiếng bảo vệ người kế nhiệm của mình, ông Philip Chu Xi. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc đã khép lại vài ngày, nhưng dư âm của nó vẫn chưa dừng lại trong những tranh cãi về tỷ số thua đậm 0-6, ba trận thua liên tiếp của ông Chu Xi và cả sự xuất hiện chớp nhoáng của huấn luyện viên Park Hang-seo trước thềm trận đấu. Trong trận giao hữu chính thức giữa hai đội tuyển quốc gia trên sân Suwon World Cup, dễ hiểu khi Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã mời ông Park đến tham dự và xuống sân với tư cách đại sứ lịch sử, người đã xây chắc cây cầu hữu nghị cho hai nền bóng đá và cả hai quốc gia. Truyền thông Hàn Quốc đã bắt được khoảnh khắc ông Park sau khi chào hỏi các cầu thủ đã có màn bắt tay chớp nhoáng với huấn luyện viên Philip Chu Xi và các thành viên trong BHL đội tuyển Việt Nam, với thần sắc hơi nghiêm túc hơn bình thường. Những tranh cãi càng rộ lên sau trận đấu, khi đội tuyển Việt Nam thua đậm 0-6 khi chỉ còn 10 người, việc Anh nhận thẻ đỏ trực tiếp để khép lại kỳ FIFA Days tháng 10 với 3 trận toàn thua. Để thủng lưới 10 bàn mà không ghi nổi bàn thắng nào. Trong hoàn cảnh đó, ông Park đã bất ngờ lên tiếng bảo vệ huấn luyện viên Philip Chu Xi trong cuộc phỏng vấn trên tờ Yonhap của Hàn Quốc. Đầu tiên, ông Park chỉ ra sự khác biệt về trình độ chơi bóng giữa cầu thủ hai đội. Ông Park phân tích, phải thẳng thắn rằng, trình độ và cách xử lý bóng giữa các cầu thủ Hàn Quốc và Việt Nam vẫn rất khác biệt. Khi có bóng, đội tuyển Hàn Quốc luôn thực hiện những miếng đánh đa dạng để gây áp lực lên đối thủ. Nhưng nhìn chung, việc được đối đầu với đối thủ mạnh như Hàn Quốc sẽ tạo thêm động lực cho các cầu thủ Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam sẽ học hỏi kinh nghiệm từ những ngôi sao Hàn Quốc đang thi đấu tại những nền bóng đá hàng đầu châu Âu để từ đó có bước tiến xa hơn trong tương lai. Tiếp đó, ông Park cũng bày tỏ niềm tin về việc phù thủy trắng Philip Chu Xi sẽ sớm tìm ra lối chơi phù hợp nhất cho đội tuyển Việt Nam. Tôi có phong cách cầm quân của riêng mình và huấn luyện viên Philip Chu Xi cũng vậy. Tôi biết rõ huấn luyện viên Philip Chu Xi là nhà cầm quân tài năng và có năng lực. Ông ấy sẽ sớm thể hiện được màu sắc riêng của mình. Ông Chu Xi sẽ sớm tìm ra được chìa khóa để vận hành lối chơi đội tuyển Việt Nam thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.